võ chuyện á thì nó kêu bằng trò bì trò răng chứ đó mấy vua anh biết chỉ có năm phút sau thôi là diễn tụng kéo đến rước là đông ba bốn trăm người đứng quanh nơi chùa nữa chứ kiểu mà chúng áp lực đó tôi mới đặt loa tôi nói ok gian ra hết để tụi tôi làm việc còn mà loan quan đứng đó là tôi cho xe của bạn ta thì họ gian ra xong rồi một cái là anh biết sao không theo cái sự chỉ dẫn của mật báo viên mà nội tướng chúng tôi đã anh biết cái hầm bí mật ngay trong một cái chùa ngay trong cái chuồng heo ngay cái chùa thì anh biết á tụi tôi phải một anh em phải vô mắt mắt mấy con heo ra đầy ra xong rồi một cái á, là anh biết á mình phải lùa hết tất cả phân rơi rớt trong cái chuồng heo qua một bên anh biết loài ngay cái hầm bí mật cái miệng hầm bí mật đó là lập tức anh biết tụi tôi dùng lưu đạn cay xuống liền mà kêu tụi nó cho lên đầu hàng cuối cùng anh biết tụi tôi lôi lên hai thằng cán bộ một con đường cán bộ và tịch thu một số súng B40 đạn B40 chất nổ thì khi mà thẩm vấn của tụi hắn mà cho thấy rằng là nó có cái kế hoạch đêm kế tiếp nó sẽ tấn công vào vùng nhì vào vùng ba để tạo cái tiếng vang thì nói tóm lại như vậy tôi bổ sung thêm những cái tin tức của anh đi Cần Thơ rằng là và cũng bổ sung thêm cái lời nói của anh chị khi việc là thiệt tình là đúng là mái chùa che chở cộng sản chứ không phải là mái chùa mà như họ nói là che chở cái gì đó anh chị khi việc hôn tiếng dân tộc đó. Mái chùa che chở hôn dân tộc nếu mà không có mái chùa thì linh hồn của dân tộc là không biết là vấn vương ở đâu. Đó. Rồi anh thấy không thêm một cái điều nữa cũng như tôi đã biết trong huyện Đồng Miền Trung chính cái ngôi chùa mà cái ông mà tu trì là đứng ra mà như kiểu bên công giáo là chùa tôi đó thì bên ông này là quy y cho anh em tôi gia đình tôi hết đó mẹ ông chữa luôn cả việc công trong nhà đêm trong chùa ông ấy định đưa một cái toán đặc công với một thằng thiếu tá đặc công về để đêm hôm sau là tấn công vào cái xã Thịnh Phước tất nhiên là cái xã mà của làng Phù Cam vì đêm hôm sau là cũng là cái đêm 24 là đêm Noel người ta đi rất đông mà hàng chơi lựu đạn về hàng bắn B40 thì còn chi nữa anh thì chính nói thật với quý vị là chính tôi bắn gục cái thằng một cái thằng thiếu tá trong đó với là hai thằng đặc công nữa ngay trong chùa thì mình thấy rõ ràng là như anh Betty Cần Thơ nói đúng ở Huế đó Thừa Thiên Huế đó không tưởng tượng được bởi vì rằng là rất nhiều các chùa mà chứa chấp tụi nó đủ thứ chuyện vũ khí súng đạn đưa người vào ở trong chùa dùng chùa làm cái nơi mà như là một cái bình phẩm che chở cho tụi nó thành ra là mình nói ra thì là họ cứ nói tôi là đánh phá Phật giáo nhưng mà đó là một cái sự thật nếu bây giờ Liên Thành không nói thì mai sau này ai nói nữa chết cha rồi thì đâu những cái chuyện đó là điều mang xuống thiên đài mà con cháu mình sau này đâu có biết được nữa thành ra tôi vẫn nghĩ là phải nói tất cả những cái gì mà Việt Cộng nó đã làm về những cái gì mà làm để nguy hại cho đồng bào trong tổ quốc là mình phải nói ra thì tóm tắt đó là cái chuyện mà Việt Cộng và súng bắn rùa chiền rồi chấp tụi nó đã. Dạ vâng, thưa ông Liên Thành là có một số những cái email đó ông Liên Thành tán đồng cho cái việc mà chúng ta là cầu nguyện cũng như là cổ suý cho cái tinh thần mà noi gương chí sĩ Ngô Đình Diệm, có một số họ lên án cũng như là một số họ nói là thôi không có ấy, thì cái chuyện đó đã qua rồi, cái chuyện đó nhắc lại ông Ngô Đình Diệm hay là nhắc lại cái vụ đàn áp Phật giáo năm 66 hay để lại cho lịch sử hay là cái vụ của ông Quảng Đức hay để cho lịch sử phán xét, thì ông nhận xét như thế nào mà cái câu mà cái room mà lực lượng cư sĩ cũng như là cái đám mà Phật giáo Việt Nam thống nhất đến quang ở hải ngoại này đấy, nó bảo là hãy để cho lịch sử phán xét, thì ông nghĩ làm sao về cái câu mà hãy để cho lịch sử phán xét thưa ông? Cái trường đó theo tôi thì họ nói thì hoàn toàn là ngụy biện và không đúng một tí nào. Ok, bây giờ thế hệ của chúng tôi anh chính thì việc còn trẻ nhưng thế hệ của chúng tôi và những tôi biết rằng có vị sĩ quan ở trong rung của anh cũng là cùng
tôi và những người khác. Nếu chúng tôi không nói những cái chuyện thuộc về lịch sử, thì mai sau này ai nói? Là bởi vì như thế này, bây giờ lịch sử Việt Nam hầu như bị xóa sạch. Anh hùng tự sĩ của đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa đều bị tụi Việt Cộng nó xóa sạch. Và nếu như chúng tôi im lặng, thì mai sau này, những cái tài liệu của Việt Cộng đã bóp méo sự thật, thì chúng tôi sẽ thành thứ nhất lịch sử chúng đã không được nhắc đến, và thứ hai nữa thì thế hệ chúng tôi, thế hệ đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa sẽ thành là những kẻ tội đồ của dân tộc theo cái tuyên truyền của tổ cộng sản. Anh vì vậy cho nên theo tôi quan niệm rõ ràng, và tôi cũng mong quý vị bạn bè anh em chiến hữu trong quốc lực Việt Nam Cộng Hòa và cảnh sát đừng sợ nữa, có được cái gì, biết được cái gì, xin nói hết ra đi. Nói để cho thế hệ biết rằng cái thế hệ của chúng ta không hề, thế hệ chúng ta đã tận lực, nhưng mà chúng ta bị bán đứng. Còn nếu không đó, thì thật tình ra, khó mà có thể mà mất miền Nam Việt Nam được. Đó, nhưng mà bởi vì ở trong một cái một khúc quanh của lịch sử mà chúng ta bị như vậy. Còn bây giờ nói theo đó cái kiểu của họ là nói cái kiểu như giống như thằng cộng sản nói là ô đừng nói, cứ để cho họ nói thôi. Mà họ nói gì? Họ nói là lính Việt Nam Cộng Hòa đi đến đâu thì phá đến đó, lính giải phóng đi đến đâu không làm rơi rụng mồng là khoan. Đó là cái lời nói của họ, thì họ muốn là để họ nói như vậy. Còn anh em chúng tôi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà vinh danh tổng thống Ngô Đình Diệm thì họ nói cái đó để cho lịch sử, cái đó xin lỗi với họ không bao giờ. Còn sống ngày nào chúng tôi phải vạch trần hết tất cả sự thật và phải vinh danh những cái người anh hùng của dân tộc một cách đứng đắn đàng hoàng để cho những thế hệ sau con cháu nó biết và nó nói theo. Còn nếu không nói đó thì thưa anh là sẽ đi vào một cái vấn đề rất là nguy hại cho cái lịch sử đằng sau, thì là tụi Việt Cộng nó biết lịch sử thì còn gì những lịch sử Việt Nam Cộng Hòa nữa, phải không anh? Đó là cái quan điểm của tôi. Dạ vâng, thưa anh, chú Từ Đàm là một người ở Huế, thưa ông Liên Thành. Đăng cái nick Từ Đàm là Huế. Ông là một chứng nhân trong cái việc mà Tổng thống Ngô Đình Diệm có đến Huế và đã nhờ một vị sĩ, kêu một vị sĩ quan tùy viên là móc trong túi ra được 50.000 đồng Việt Nam lúc bấy giờ để mà đưa cho ông sư trụ trì của cái chùa Từ Đàm lúc đó để mà trùng tu lại chùa Từ Đàm. Và ông đang có mặt ở trong room với thưa ông Liên Thành. Dạ. Đúng rồi đó, thật tình thưa anh mà nói rằng là hay nói là tổng thống Ngô Đình Diệm hoặc chế độ đệ nhất Cộng Hòa mà kỳ thị tôn giáo, thưa anh cái điều đó thật. Theo tôi đó thì tôi nói là những cái người mà Phật giáo quá khích đó, mới là những cái người kỳ thị tôn giáo. Là bởi vì đó trong suốt cả cái chiều dài 9 năm của đệ nhất Cộng Hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm và những viên chức thuộc quyền đã giúp đỡ tối đa, nhất hàng là tổng thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cận đã giúp rất nhiều các cái ngân khoản để trùng tu, nhất hàng là chùa Từ Đàm. Và cái người mà gọi là ân nhân của ông Trị Quang cũng là ông Ngô Đình Cận. Nếu không có ông Trị, không có Ngô Đình Cận, ông Trị Quang bị tù từ lâu từ đệ nhất Cộng Hòa. Nhưng mà khi cái cơ quan tình báo phát giác là Trị Quang nằm trong cái tổ chức gọi là tổ chức hòa bình của bác sĩ Lê Khắc Quyến này nọ đó, của cái đảng cộng sản, thì chính ông Ngô Đình Cận không có bắt ông Trị Quang và dùng cái tình cảm là đồng hương đồng đủ thứ chuyện để mình lôi dụ ông Trị Quang, và sau đó hai người trở thành bạn. Ông Ngô Đình Cận dùng một cái tâm tình của một cái người đồng hương thật để đối xử với Trị Quang, nhưng Trị Quang là một tên lưu manh hành, dùng cái tâm tình giả để đối xử với ông Ngô Đình Cận coi như là người bạn. Và cuối cùng đến năm 1963 thì chính cái người mà chết trong tay Trị Quang đó chính là Ngô Đình Cận đó. Thì mình thấy rằng là trở lại cái vấn đề nói rằng là đệ nhất Cộng Hòa hay là ông tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Trị Quang, ông Ngô Đình Cận mà kỳ thị tôn giáo thì tôi thấy hoàn toàn không đúng. Mà
có lẽ phải nói rằng chính cái đám họ kỳ thị tôn giáo. Tôi xin đưa bằng chứng, tôi nói là có bằng chứng. Anh thấy là 673, 63 thì tôi đã nói là chùa Từ Đàm trở thành một cái trung tâm quyền lực của miền Nam Việt Nam. Mọi chuyện đều phải qua thầy, chỉ qua thầy gật đầu mới được. Đi làm trưởng ty, đi làm tiểu đoàn trưởng, đi làm trung đoàn trưởng, làm tư lệnh hay là làm cái gì phải có thầy, thầy gật thì mới yên. Còn nếu bằng không á, không qua thầy thì lập tức cái kẻ đó trở thành bị vu khống là người của đệ nhất cộng hòa, người của nhu nhiệm, người của công giáo. À, và lập tức những cái cuộc biểu tình nổi lên và cái người đó phải là từ chức ra đi xuống chức, mà nghĩa là phải chạy thôi. Thì hỏi cái hành động đó là hành động gì? Có phải là hành động nói ô cái người này cần lao, người kia là công giáo, à, cái này là chế độ cũ, đó là cái hành động kỳ thị chứ gì nữa? Mà trước đây có khi nào trong đệ nhất cộng hòa ông tổng thống Ngô Đình Diệm hay ông Cần hay là tất cả người biết chức trong đó nói ô cái người này là Phật giáo, người này là Phật tử, không có được là giữ chức vụ này, không được giữ chức vụ kia? Không, không bao giờ có chuyện đó. Bằng chứng mình thấy là nếu làm một cái thống kê thì bao nhiêu tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là Phật giáo, bao nhiêu những viên chức tỉnh trưởng là Phật giáo, bao nhiêu những ông bộ trưởng là Phật giáo, cái số đó đông hơn cái số công giáo nhiều. Thì nếu vậy chứng tỏ nó không có vấn đề kỳ thị tôn giáo ở trong đó. Nhưng mà cái đám này nó vẫn nói như vậy. Đó là cái ý kiến của tôi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Thành. Thưa ông, là chứng việc xin đính chính một chút xíu. Chú Từ Đàm có chat ra đây là không phải là chùa Từ Đàm mà là chùa Tùy Vân. Chùa Tùy Vân. Chùa Tùy Vân nó nằm ở đâu vậy chú Lê Thành? Chùa Tùy Vân nó nằm ở đâu? Tường Vân. Tường Vân là cái chùa mà của ông, tôi kêu bằng ông mà quay như là ông Ngoạn đó phải không? Tình thiệt tú đó. Chùa Tường Vân là ngay cái chùa Từ Đàm đi lên. Nơi đường Lạc Sơn mình từ đi lên thì mình rẽ về Tây Mặt và đi vào độ khoảng, tôi nghĩ chưa đầy một cái số là chùa Tường Vân. Trước khi đến chùa Tường Vân là chùa Kim Tiên, là chùa của thằng Việt Cầm Thích Tịnh Trần Trực nó tu ở đó. Ok, rồi sau nó qua bên Tường Vân. Chùa Tường Vân chắc không có Tường Vân, tôi không có nghe Tường Vân. Chú Từ Đàm có nói là thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì Phật giáo rất thịnh, hàng năm lễ Phật đản được tổ chức cấp quận để mừng đản xanh. Cái việc này có ông Liên Thành? Cái điều đó đúng là mắt. Dạ. Phải công nhận bây giờ những cái tên lưu manh thủ đoàn nào còn nói gì đi nữa, nhưng phải chấp nhận một cái sự thật là như thế này. Không có một cái thời điểm nào mà cái Phật giáo Việt Nam hưng thịnh bằng thời kỳ đệ nhất cộng hòa. Anh có tưởng tượng mỗi năm mà khi đến cái ngày rằm tháng tư đó, cái vùng Từ Đàm từ 4-5 giờ sáng, không, xin lỗi, trước đó đó, 1-2 ngày là từ một cái khoảng chu vi rộng mênh mông, các đường mà đổ xô về chùa Từ Đàm là quán xá mọc lên như nấm. Những cái quán xá đó là chi là những cái quán xá hơn vạn đồ chay. À, mọc lên như nấm. Và đến cái ngày lễ chính là ngày rằm tháng tư, anh biết cái trung tâm chùa Từ Đàm nó rộn rịp một cách không tưởng tượng được. Cái buổi lễ vào buổi trưa và buổi sáng đó, thì cái lễ mừng Phật đản thường có thể nói cái số lượng mà Phật tử tham dự ít nhất là cũng phải trên 10.000 người trở lên, chứ không phải là ít ăn. Tất cả các quần Phật tử, các quần Phật tử trong thành phố đều kẻ lên chùa Từ Đàm làm lễ. Một cái cảnh hết sức là thanh minh. Phải công nhận cái điều đó. Một cái cảnh hết sức là tự do tôn giáo. Không ai có thể nói là thời kỳ Tổng thống Đệ Nhất Cộng Hòa mà là một cái thời kỳ mà Phật giáo bị gọi là, như họ nói là bị đàn áp này nọ. Thành tôi thấy cái đó rất là ngạc nhiên mà ông với nickname chùa Từ Đàm nói rất là đúng. Anh như vậy là ông đã là người sống trong cái thời điểm đó cũng như tôi. Bởi vì nhà tôi bên hông chùa Từ Đàm mà cái cô tuổi trẻ là anh biết thích lắm. Những cái ngày lễ như vậy là như là một cái ngày hội lớn đó. Không thể nói làm sao mà nói có cái vấn đề mà kỳ thị tôn giáo hay đàn áp tôn giáo. Cái đó là từ năm vũ khẩm cho đến Cộng Hòa mà thôi, thưa anh. Dạ vâng. Chú Từ Đàm có đính chính là chùa Túy Vân,
nằm bên phải của bên phải quận Vĩnh Lộc. Chùa này 12 tầng tháp. Mà... tôi xin xin định chỉnh lại, cái đó là chùa Túy Vân. Dạ. Túy, Túy là thung Túy á, Vân dạ. Là mấy á, chùa Túy Vân. Dạ. Cái chùa này rất đẹp và nực, đẹp vậy. Lắm. Dạ. Và mặt tiền của chùa cũng như mặt sau là nó ngõ ra phá Tam Giang, tất nhiên là cái đầm cầu hai đẹp à. Lắm. Đúng rồi đó, chùa Túy Vân chẳng phải. Đó. Thì đó là chùa Túy Vân, nó nằm, nó thuộc phạm vi quận Vĩnh Lộc. Mà nó nằm gần như là ngay nơi đầm cầu hai phá Tam Giang kéo dài xuống đó. Yeah. Thì nó đối diện bề mặt ngõ qua phá và ngõ qua nên cái dãy núi của đèo Hải Vân rất đẹp. Chùa yeah. đó là ngày xưa của những cái vị mà gọi là công chúa, hoặc là những cái vị mà trong hoàng tộc mà hoặc là thất tình hoặc là chẳng đời vô đó tu hành đó anh ạ. Yeah. Đẹp lắm. Chùa yeah. đó là một cái lịch sử rất dài yeah. của Phật giáo. Yeah. Đúng không anh? Dạ. Thưa ông Liên Thành, là trong trong cái room của chúng ta đó, thưa ông Liên Thành, trong này có rất là nhiều anh em Phật giáo ở trong này, chẳng hạn như anh Paddy Cần Thơ, anh Hồn Việt, thì như anh Vương Kỳ Sơn cũng là Phật giáo, Vi Vương 88 cũng là Phật giáo, còn ông KBC là chính quyền biết chắc chắn là Phật giáo rồi, rồi ông Thiện Tâm không biết là có phải là Phật giáo hay không, nhưng mà rồi ông Liên Thành cũng là một Phật giáo, rồi ông Lối Về Đất Mẹ Việt Nam cũng là Phật giáo, có nghĩa là đại đa số những người ở trong cái room của chúng ta bây giờ nhiều lắm. Rồi ông Nguyễn Anh Quang cũng là Phật giáo, rồi hai con mèo cũng vậy, bây giờ ông chú Từ Đàm nữa, rồi ông nhiều lắm, Ngày Không Xa cũng hình như là cũng là Phật giáo. Nếu vậy thì đại đa số cái room này là Phật giáo, tại sao nó nói cái room là diễn đàn, nói thẳng nói thật là nơi quy tụ của những cần lao ngông công giáo ngông cuồng, thưa ông Liên Thầy. Bây giờ anh thấy cái hôm tôi ra mắt sách ở San Jose yeah. thì là cái ban tổ chức tế nở họ mời một cái người bạn thân của họ đến tham dự. Ông đó là ông gì mà bên Việt Tân, thì cuối cùng là tôi là người theo cái đám đó, họ nói tôi là Việt Tân. Ok, lâu nay thì họ nói tôi là cần lắm. Yeah. Đó, anh thấy thành cái chuyện đó là cái chuyện mà hết sức là bả lát. Nhưng mà tôi thấy rằng trong cái diễn đàn của mình rất nhiều người Phật giáo mà dám nói lên những cái này. Tôi nói rằng là nếu như những ai là người Phật giáo chân chính á, thì nên cảm ơn những anh em ở trong diễn đàn nói thật nói thật. Bởi vì họ chính là những cái người mà đang làm cái việc là rửa sạch những cái vết dơ trong Phật giáo. Họ nói ra cái sự thật để chứng minh cho rằng cái Phật giáo của chúng tôi rất là tốt, nhưng mà cái đám Việt Cầm và những người tu hành không đứng đắn đã làm nhớ cái Phật giáo của chúng tôi. Thành ra những ai mà nói thật những cái chuyện mà một cái sự thật cay đắng ở trong Phật giáo ra để cho mọi người khác tôn giáo thấy rằng cái Phật giáo rất là có thể nói là một cái tôn giáo rất là đáng kính đáng quý, chứ không phải là như kỳ đàm mà cứ nay chẳng hứng Phật giáo, mai chẳng hứng Phật giáo mà làm cái điều tầm bậy. Trong khi những anh em trong rung của chúng tôi là những cái người đang nói ra sự thật để chứng minh một điều rằng Phật giáo chúng tôi không còn làm bậy, mà chính những người đùi lốt Phật giáo hoặc đùi lốt tu hành làm bậy. Đó là một cái mà hết sức là riêng cá nhân tôi, thì tôi thấy chúng ta phải cảm ơn những cái người trong rung đã là người Phật giáo mà dám nói ra sự thật để mà chứng minh một cái tôn giáo không phải như vậy, mà chỉ những cái người trong tôn giáo là vậy mà thôi, thưa anh. Dạ vâng, thưa ông Liên Thành, là ông có đọc một cái bài mới là ta phải noi gương Tổng thống Ngô Đình Diệm chưa về ông Liên Thành? Ông có đọc bài đó chưa? Anh ơi, tôi đọc nhiều lắm. Thật tình ra là mình phải là nói như thế này, trong một cuộc đấu tranh ngày hôm nay, nếu không có một cái tinh thần vững vàng như Tổng thống Ngô Đình Diệm thì khó lắm, rất là dễ bị lung lạc. Thành hiệu mà ông muốn lung lạc thì nên đọc những cái bài để mà hiểu biết càng nhiều càng tốt về những cái hành vi, về những cái cử chỉ, về những cái hành động của Tổng thống Ngô Đình Diệm đối với quốc gia, đối với dân tộc.
như mình thấy, anh thấy không? Ngay khi mà đọc trong một cái tài liệu người ta mà cái vụ đạp đánh 63, thì thưa anh, theo tôi đọc thì tôi thấy khoảng 3 giờ 30 chiều ngày mùng 1, khi mà cái đám phản loạn, cái đám đó gọi là đạp đánh á, nó chiếm hết tất cả các cơ sở trong thành phố Sài Gòn rồi. Thì tổng thống Ngô Đình Diệm ông gọi cho ông đại sứ Cambodia, ông hỏi ý kiến, và ông nói rằng ông nghĩ sao về những cái hành động như thế này. Thì Cambodia thay vì phải trả lời tổng thống Ngô Đình Diệm cái câu hỏi đó, thì Cambodia nói rằng là chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ tổng thống nếu tổng thống muốn, thì chúng tôi xin rước tổng thống đến tòa lãnh sự của chúng tôi, tòa lãnh sự của chúng tôi để tị nạn, và sau đó chúng tôi hứa với tổng thống là chúng tôi sẽ đưa tổng thống và gia đình tổng thống rời khỏi nước một cách an toàn. Thì anh hiểu rằng tổng thống Ngô Đình Diệm trả lời sao? Một người rất là, có thể nói là một cái câu trả lời hết sức là quốc gia, hết sức là dân tộc, và hết sức là bảo tồn cái như là một cái sĩ diện hay là một cái vị trí của một vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống nói rằng là tôi là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi là tổng tư lệnh quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, giờ này là giờ tôi phải hành động để mà như là trấn áp hay là vãn hồi cái an ninh trật tự của xứ sở. Và ông từ chối không rời khỏi cái vị trí của ông lúc đó. Đó là một cái hành động mà chúng ta thấy rằng là chúng tôi, tất cả mọi anh em chúng ta ngày hôm nay nếu đấu tranh với cộng sản phải giữ vững cái tinh thần đó, thì họ may ra sẽ đừng có cái kiểu mà ngày hôm nay đi biểu tình, trong khi đang đi biểu tình đã đạp cộng sản, thì ngay trên cái bọc áo sơ mi đã có một cái vé máy bay ngày mai đi về Việt Nam rồi. Thì tôi hỏi cái đó là biểu tình để làm gì cho nó mất công đó. Thành tôi thấy cần thiết nhất không những là phải đọc mà phải học nữa. Với một cái tinh thần quốc gia dân tộc như vậy thì chúng ta phải học để mà còn có hy vọng ngày nào đó chúng ta trở lại quê hương. Còn nhiều bằng không thì thật thì nó rất khó thưa anh. Dạ vâng, xin cảm ơn chú Lên Thành. Không biết là trong room còn ai muốn lên chia sẻ không? Nhân tiện ông Lên Thành đang có mặt ở trong đây. Chúng ta còn khoảng chừng 25 phút nữa. Thì bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền sẽ vào diễn đàn của chúng ta, trả lời qua phone của chính Việt, đợi phone của bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Thì chúng ta sẽ làm cuộc phỏng vấn với bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền trong cái ngày cuối cùng của cái tuần Bát Nhật cầu nguyện cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu, cũng như là các ông Ngô Đình Cẩn, cũng như là các viên đại tá thời bây giờ. Nếu mà trường hợp mấy cái ông đại tá lúc đó mà không chết thì bây giờ chắc cũng lên được đại tướng, và ông thưa ông Lê Thành, tại vì lúc đó là đại tá Lê Quang Tung, đại tá Lê Quang Triệu với lại đại tá Hồ Tấn Quyền, hình như đại tá Hồ Tấn Quyền. Đương nhiên những cái người đó là những cái người mà phải công nhận là họ có một cái tinh thần yêu nước, một cái tinh thần quốc gia hết sức là cao rồi. Mình chỉ buồn một cái là cái đám phản loạn đó, nó đã quên hết cái tinh thần, cái lý trí. Anh thấy anh tồi tệ đến cái đồ mà mình đọc đi. Tôi đọc những cái tài liệu và nhiều người kể đến ngay trong cái buổi đó là một cái thằng đại tá tình báo Mỹ tay thì xách một cái bì tiền 3 triệu, tay thì một cái máy trường tiên bố ngồi ngay trong bộ chỉ huy đạo cảnh để làm chi, để điều khiển tất cả, thấy không? Thành ra mình mới thấy cái hành động và cái chức cách của cái một lô tướng tá của mình, mà sau này chính ông tổng thống dân sách ông ngoài cái đám đó là một lũ côn đồ, anh thấy có đau lòng không? Họ chỉ vì cái quyền lợi riêng tư mà họ quên cái quyền lợi đất nước, mà để cho mà một cái thảm họa. Thì bây giờ cái thế hệ mình là coi như là đã quá muộn rồi, không hiểu đến cái thế hệ nào đấy thì mình trở lại mới có thể mà lật đổ được cái chế độ cộng sản, để cho dân chúng có cái tự do, có một cái đời sống thanh bình thiện. Đó là một cái nỗi khó khăn mà do hành động của những người hết sức là cá nhân, hết sức là tắc trách, anh thấy không? Nhưng mà biết không, khi mà đọc hết tất cả cái này thì tôi xin lỗi quý vị trung râm và ngay cả những anh nữa, tôi chỉ có buồn lòng tổng thống Ngô Đình Diệm một cái.
tôi nghĩ, ông cũng phải có cái lỗi và cái trách nhiệm của tổng thống Ngô Đình Diệm trong một vụ này. Dạ. Nếu cái sự việc là như thế này, anh cũng biết rằng là ngay khi mà đảo cảnh xảy ra đó, thì ông thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ đó, khi đó là ông là chỉ huy lực lượng liên minh phòng vệ phụ tổng thống, ông trình về tổng thống ngay lập tức. Dạ. Gọi là trình tổng thống cho tôi được phép sử dụng lực lượng liên minh phòng vệ của tổng thống, sử dụng lực lượng thiết đoàn xe tăng để bao vây bộ tổng thống ở mặt đạp phạm loạn ngay. Anh tổng thống trả lời sao biết không? Không được. Bởi vì sao? Ông nói rằng ông là tổng tư lệnh quân đội thì ông không thể để cho, ông không muốn thấy cái cảnh quân đội nồi da xáo thịt. Anh thấy không? Trên nguyên tắc, trên cái vấn đề mà chỉ huy, trên cái vấn đề cái lòng nhân đạo nhân ái của ông đối với cấp dưới, cái điều đó rất đúng. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nhu nhược như vậy, nếu dạ dù khi đó mà tổng thống Diệm ra lệnh là tôi bằng lòng đó, anh đem lực lượng đến bao vây và bắt ngay cái đám phản loạn, tôi nói thiệt với anh, khi đó rất dễ dàng cho thiếu tá Duệ ông làm mà tất ra thành công. Là bởi vì rằng mình đọc tài liệu mình thấy trong cái thời gian đó vừa mới xảy ra cuộc đảo cảnh thì một số tướng lãnh ở tại bộ tổng tham mưu, ok, và một số các chỉ huy trưởng quân binh chủng ở tại bộ tổng tham mưu đang họp, đang bị giữ lại cái điêu ngoa và xảo quyệt của Tần Thiện Khiêm là như thế này. Tần Thiện Khiêm là một trong những cái tay mà có thể nói là chủ chốt một cái vụ đảo cảnh 63 và những cái vụ đảo cảnh sau này. Nhưng mà Tần Thiện Khiêm ông ta khôn ngoan, ông ta khi nào cũng giấu tên giấu tuổi và lặng lẽ đứng đằng sau để điều khiển. Thì trước đó một cái văn thư của ông thiếu tướng Tần Thiện Khiêm, hình như khi đó ông là tham mưu trưởng quân đoàn, kêu gọi mời tất cả các lãnh sở, các nha sở của bộ quốc phòng, các vị gọi là tư lệnh, các quân binh chủng hoặc là các cấp chỉ huy đến họp tại bộ tổng tham mưu. Và khi họ đến, ông ta ra lệnh như hết tất cả mọi người không trở về, qua như biển động bắt tại đó. Thì khi đó đó cái lực lượng mà đảo cảnh chưa xuất hiện ở tại thành phố hoặc xuất hiện rất ít, bộ tổng tham mưu trong cái giờ phút đó chưa có lực lượng bảo vệ. Nếu như mà ông thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ ông đưa lực lượng đến bao vây và bắt cái đám đó thì rất là dễ dàng, và có thể rằng là cuộc đảo cảnh không xảy ra và ngày hôm nay chúng ta không ngồi để nói chuyện như thế này. Đó là một cái điều mà quý vị có thể tắt tôi nói tài rằng mà anh có vẻ mà như là một cái hành động mà nói rằng là tổng thống có vẻ nghĩa là không cương quyết trong cái chuyện đó, mà ông đặt cái tình cảm vì ông cứ sợ quân đội nồi da xáo thịt. Còn nếu như khi đó mà ông mạnh tay thì có thể nói là cuộc đảo cảnh không thể thành công được đâu anh nhá. Vì khi đó chưa có lực lượng bảo vệ cái bộ tham mưu đảo cảnh. Dạ vâng. Hôm nay thôi mà chưa có lực lượng, sau này mấy tiếng hồ sau mới có lực lượng bảo vệ bộ tổng tham mưu, bảo vệ đài phát thanh, kiểm đài phát thanh, kiểm phi trường thân thương nhất, cái trường đó chưa có. Dạ. Vâng, đúng như vậy. Ông đại tá Duệ mới có viết trong cái cuốn cái bài mà hồi ký của đại tá Duệ đó. Chính cái việc cũng đã liên lạc với một vị là rất thân với đại tá Duệ ở bên Louisiana, có một từng thời gian sống chung với lại ông cụ là rất thân với đại tá Duệ, và thông thường mà mỗi buổi tối thì đại tá Duệ sang bên nhà ông cụ rồi leo lên cái tầng nhà cao đó rồi thì ngồi uống nước bàn rồi ăn cháo gà vân vân đại khái như vậy đó, thì có nói chuyện với nhau, có tâm sự với nhau, và ông ấy xác định là những cái gì mà chú nói ngày hôm nay là đúng sự thật như vậy. Nếu mà trường hợp lúc đó mà tổng thống Ngô Đình Diệm ông ấy chỉ gật đầu một cái thôi thì cái đám kia bị bắt sạch trọn vẹn. Anh yeah. Như vậy một cái cơ hội, một cái khúc quanh lịch sử anh thấy không mà yeah. Tôi nhiều khi tôi đọc rồi tôi mình ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói ok, Âu cũng là một cái số phận của dân tộc mình mà xui khiến mình trong cái giai đoạn đó tổng thống ông đã nhân từ quá đáng. Tôi dùng cái danh từ nhân từ quá đáng. Ông chỉ sợ là anh em quân đội nồi da xảo thịt, nghĩa là sách súng bắn lực nhau mà cũng không cho ông Duệ đi. Cho nên khi đó ông cho ông Duệ đi điều động cái lực lượng không về phụ tổng thống và một số xe tăng đến bao vây bộ tổng tham mưu á, là bắt cái đám đó là
nay khi đó họ chưa có lực lượng để bảo vệ cho họ. Anh thấy không? Dạ. Anh đang cũng là một cái khó khăn lịch sử mà mình đọc ra thì mình cũng thiệt tình là việc anh đã ok. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Thành. Chúng ta chỉ còn 15 phút nữa là chính việc đợi phone của bà Hàn Giang Triệt Lệ Tuyền. Chúng ta sẽ được phỏng vấn bà Hàn Giang Triệt Tuyền live ở trên diễn đàn của chúng ta. Bây giờ trong vòng 15 phút nữa thì chính việc mời quý anh chị nghe cái bài này của ông Trịnh Tống. Mặc dù cái bài này của ông Trịnh Tống ông ấy cũng đã kích chính việc nhiều lắm. Nhưng mà còn nói là chính việc là thiếu tá công an gì nữa. Thì bây giờ mời quý anh chị lắng nghe cái bài này, là cái bài này qua giọng đọc của anh Paddy Cần Thơ, làm sao để chấn hưng Phật giáo. Mời quý anh chị lắng nghe. Cộng cái cú điện thoại nào nghĩa là tôi phải chỉ phòng em cùng cha khác mẹ với tôi để gác để mà khi có điện thoại thì ông sẽ nhắc lên giúp. Làm sao để chấn hưng Phật giáo? Bài viết này xin đưa ra một số những phân tích và đề nghị những giải pháp nhằm Phật giáo vốn đang trong tình trạng ngày đêm tối trước những sự đánh phá tàn bạo không thương tiếc của những kẻ ác ý cũng như sự xuống cấp của những